Hello các bạn, cô Phương xin gửi đến các bạn hình ảnh, một số hình ảnh của xứ tuyết ở thành phố Vancouver, Canada. Năm nay ở chỗ của cô Phương là thành phố Ames, tiểu bang Iowa, Mỹ thì lại không có tuyết mà trời chỉ rất lạnh, có khi lên đến âm 20 độ C. Nhưng mà ở Vancouver, bạn của cô Phương mới gửi cho cô Phương một số hình ảnh tuyết rất đẹp. Đây là tuyết mới rơi nha các bạn. Qua một đêm thì đất trời phủ trắng xóa và đặc biệt những khu vườn thông xanh trở nên rất là huyền ảo như xứ sở cổ tích vậy. Tất cả xe hơi đều được phủ tuyết và tất cả bàn ghế, lan can đều được phủ tuyết rất dày. Tuyết này cô Phương nghĩ là cỡ khoảng 4-5 inch, là cỡ 20-30 cm nha các bạn. Và mùa đông tuyết lạnh như thế này thì các bạn nên ở nhà, ở trong nhà và nhâm nhi những thứ quà của mùa đông, ví dụ như mứt gừng hay là mật ong ngâm với chanh để giữ ấm cơ thể vào mùa đông và đặc biệt là thanh cổ mát họng.